nhằm xây dựng công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nhận thức và thực thi đúng quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, cũng như nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng toàn diện tại doanh nghiệp. Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị triển khai chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng và hệ thống tổng đài 18006838. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người Tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết, Thông qua hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được cập nhật nhiều thông tin hữu ích để xây dựng chiến lược tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng tại đơn vị. Về phía GIZ, ông Daniel Herman, đại diện dự án bảo vệ người tiêu dùng khu vực ASEAN nhấn mạnh, bảo vệ người tiêu dùng nên đóng vai trò trung tâm trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, ưu tiên quan tâm nguồn lực trong bảo vệ người tiêu dùng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhận định, trong bối cảnh tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đang ngày càng diễn ra với phạm vi rộng và đa dạng, tinh vi hơn, vấn đề bảo vệ người dùng cần sự tham gia tích cực chủ động của toàn xã hội trong đó có vai trò trách nhiệm quan trọng của chính cộng đồng doanh nghiệp cùng với đó tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công thương 18006838 được xây dựng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hỗ trợ và giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng thông qua việc hướng đến sử dụng một đầu số điện thoại chung một hệ thống cơ sở dữ liệu chung và một quy trình nội dung tư vấn thống nhất trên phạm vi toàn quốc